Xin chào bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Gian, xe Touring Gian FCR 3300 được sử dụng bộ chuyển động full Shimano Sora. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì toàn bộ phần khung là bằng nhôm, nhưng mà siêu nhẹ, nước sơn nguyên bản, màu chủ đạo là màu trắng trông rất là đẹp. FCR 3300 Gian, một thương hiệu đã quá quen thuộc với những bác mà chơi xe, cũng như là kể cả là những người mà ít chơi xe thì cũng không sợ lạ lẫm gì về cái thương hiệu này, gọi là cái thương hiệu, gọi là thương hiệu quốc dân với những cái bộ khung mà được gọi là tốt nhất thế giới. Trên ghi đông được trang bị bộ tay bấm Shimano, phanh Techo, phanh băm, đây là phanh chữ V, là thường thấy ở trong những chiếc xe Nhật bãi. Lốp là 700C. Đặt phía sau là Shimano Sora. Bộ trước cũng là Shimano Sora. Đặt phải giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Giá em đã để đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ cốt 54 cm. Để chiếc xe mang xanh mờ là xe trung bình, phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 1m74-75 đi là phù hợp. Bộ đề Shimano Sora 9 tầng lít và 2 tầng đĩa. Và chiếc xe này đang bán bên em với mức giá chỉ có là 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho tất cả các bác để hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ những chiếc xe khác của em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.